xúc động khoảnh khắc bé gái đuối nước gặp lại ân nhân đã cứu sống mình, có muốn làm con nuôi chú không? Câu chuyện thượng úy công an cứu sống cháu bé 7 tuổi bị đuối nước được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 1 tháng 11 tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm này, cháu bé Nguyễn Thị Nga, sinh năm 2014, cùng bạn ra hồ nước ở khuôn viên công sở xã Nga Bạch để chơi và hái hoa. Không may bị trượt chân rơi xuống hồ. Thế vậy, người bạn đã chạy vào hội trường xã kêu cứu. Lúc này, cán bộ xã từ trong hội trường liền chạy ra để tìm kiếm ứng cứu. Anh Đào Thanh Bình, bí thư đoàn thanh niên xã Nga Bạch, sau đó phát hiện và nhảy xuống hồ vớt cháu Nga lên bờ. Lúc này, cháu bé đã tím tái, ngừng thở, tim đã ngừng đập. Trong lúc nguy cấp, Thượng úy Hà Minh Hải, sinh năm 1991, Phó trưởng Công an xã Nga Bạch đã tìm mọi cách để cấp cứu cho cháu bé. Sau khi kiên trì hà hơi, thổi ngạt và ép lồng ngực mà cháu vẫn không có biểu hiện gì, Thượng úy Hải đã bế sốc ngược cháu bé sau lưng rồi chạy lòng vòng xung quanh sân để nước thoát ra ngoài. Lúc đó mọi người sơ cứu cháu gần như đã hết hy vọng. Bằng kiến thức cơ bản, tôi bế sốc ngược cháu lên, chạy vòng quanh sân, cũng chỉ mong tìm được chút hy vọng. Tôi vác cháu lên vai chạy được vài vòng thì thấy nước trong miệng cháu trào ra. Lúc nước trong miệng cháu trào ra, biết cháu có khả năng hồi tỉnh, anh Hải cùng mọi người tiếp tục hô hấp, ép nhịp tim và điều kỳ diệu đã đến, cháu bé tỉnh lại. Thấy cháu bé tỉnh lại, tôi và anh Bình ôm nhau vỡ òa trong vui mừng. Một số người thay quần áo ướt của cháu ra, lấy chăn bông quấn vào người giữ ấm rồi đưa sang trạm y tế cấp cứu. Sau đó cháu được đưa lên bệnh viện đa khoa huyện, tiếp tục theo dõi điều trị, anh Hải chia sẻ với Vietnamnet. Theo Công an Nhân dân, sau khi biết tin cháu Nga đã hồi phục sức khỏe, Thượng úy Hà Minh Hải đã đến động viên, khích lệ gia đình cháu. Nhà chú cũng có em gần bằng tuổi cháu đấy, có muốn làm con nuôi chú không? Anh Hải vừa động viên, vừa trêu cháu Nga. Chị Mai, mẹ của cháu Nga, hết lời cảm ơn các chiến sĩ công an. Trưa hôm ngày 1 tháng 11, tôi đang chuẩn bị đi đón cháu thì xảy ra sự việc. Lúc nghe tin tôi bủng rủng hết cả người, chẳng nghĩ được gì, chỉ kịp chạy vội lên xem tình hình cháu như thế nào. Khi tới nơi thì cháu đã được các chú cứu sống, lúc đó chỉ biết chạy vào ôm con mà khóc. Không biết nói gì hơn, tôi vô cùng biết ơn các anh, các chú. Cháu Nga như thể được sinh ra lần thứ hai vậy, chị Mai kể lại. Ghi nhận và biểu dương tinh thần, hành động nhanh trí cứu sống cháu bé bị đuối nước của Thượng úy Hà Minh Hải, Phó trưởng Công an xã, và đồng chí Đào Thanh Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nga Bạch. Sáng ngày 3 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thưởng nóng cho hai đồng chí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.